trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình êm ấm là mẹ cha ông bà, sông đầm ấm mặn mà bên đàn con trâu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, nhưng lắng lo buồn vui vẫn còn nghĩ cha trên trời. Yêu thương chung tình là nếp sống gia đình, hy sinh riêng mình là dâng hiến cho nhau. Trên dưới thuần hòa và yêu thương thật thà, nhìn người tôi xin thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình yêu mến là mẹ cha ông bà, sông đầm ấm mặn mà bên đàn con trâu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắm lo buồn vui vẫn còn đi cha trên trời. Khi xưa chưa lập một bí tích gia đình, sinh con giáo dục là nhiệm tích quy linh, hay Chúa tạo nên bao thế hệ bên mai sau nối tiếp truyền nhau. Đường hạnh phúc mai ngàn sau, gia đình êm ấm là trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhưng nhiều hy sinh thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình êm ấm là mẹ cha ông bà, sông đầm ấm mặn mà bên con cháu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắng lo buồn vui vẫn còn đi cha trên trời. Thank you.
con cái ngày mai, còn cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình em ơn là mẹ cha ông bà dùng đầm ấm mặn mà, bên đàn con trâu nết nà cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắng lo buồn vui tâm thuần nghĩ cha trên trời. Phía các cửa phía dưới các ghế chọc trong đường, lát nữa thì tới phần chúc lành thì các gia đình sẽ đi xuống nơi đó để đi lên. Xin quý vị là vui lòng chúng ta không ngủ. Rồi, 1, 2, 3. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta chụp. Chúng ta trở thành cộng đoàn phục vụ được sự sáng.
dâng lời nguyện đến Thiên Chúa, ca tụng Chúa và xin mừng xin mẹ đồng hành của chúng ta trong ngày lễ được thêm gia đình. Và bây giờ bí thư tất cả công tác thành phố cũng đã chuẩn bị đến một chúng ta để đi vào giây phút quan trọng là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và cùng Chúa Giêsu trong nghi lễ ngày sẽ được Thiên Chúa Cha cho phần khối đời đời và tôn phúc lành cho tất cả nhân loại. Chúng ta xin nhớ nhìn nhận của đội chúng ta và với lòng ăn năn thống hối và tin ngưỡng, chúng ta xin Chúa chúng ta xin những mẹ cầu bầu cho chúng ta ơn tha tội. Tôi thu nhận lời Chúa đã muốn đề cao cái
sanh ra đưa tâm hương gian làm để mỗi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết nói gương để ăn ở đúng lệnh nhà gia phong, sống cùng bảo lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hướng niềm vui niềm an vui bình yêu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa thánh thần đến muôn thuở. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel. Vì bà nói, tôi đã xin Đức Chúa và người bán nó cho tôi. Người chồng là Elkana lên với cả gia đình để dâng nghi lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời hứa của mình. Bà Anna không lên vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò bọc 3 tuổi, 2 thùng bột và một bầu da đầy nhựa. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Đứa trẻ còn nhỏ lắm, họ sắp tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói, thưa Ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống Ngài mà thề, tôi là người đàn bà đã đứng bên Ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Đức Chúa đã ban nó cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhường nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhường cho Đức Chúa và ở đó họ thờ lại Đức Chúa. Đó là Chúa trong thiên đức của Thánh
Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Giêsu Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cảm động chúng ta được hoàn giả đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào Danh Đức Giêsu Kitô, Con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Đó là
kinh thừa tuyên bố nguyên bản và chia hiệp thông cùng tất toàn thể của tình yêu trên khắp thế giới. Hôm nay chúng ta kính mừng lễ Thánh Gia Thân, và trong khi chúng ta ngước mắt nhìn lên trời để ca ngợi và tôn kính Thánh Gia Chúa Giêsu Kinh Thánh và Thánh Giuse, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt các gia đình hôm nay mừng kỷ niệm cả năm 25 năm, 40 năm, 55, 60 năm của thành trì Hồ Chí Minh. Và chúng ta tất cả cảm tạ Chúa vì chúng ta cho chúng ta các gia đình, đó là tổ ấm của chúng ta. Ai cho chúng ta cũng có một gia đình phát xuất từ một gia đình, và điều chúng ta có hôm nay là nhờ gia đình, từ đó chúng ta là con sống ra ơn cho bản thân. Chúng ta cảm tạ Chúa và nhìn đến các gia đình, các đôi hôn phối mừng kỷ niệm 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, thì là nhớ lại tất cả một hành trình của tình yêu. Và tình yêu chung thủy cho nên thành vẫn còn nhiều nhau, mà sẽ còn nhiều nhau nữa mãi mãi cho đến trên đến cổ. Và trong cuộc hành trình tình yêu này, nó có những giây phút vui buồn sướng khổ, cho nên nó là một hành trình luôn luôn phải được làm mới lại tình yêu của đôi vợ chồng. Và nhờ vậy con cái cháu cháu được hưởng nhận. Cách đây vài năm, tôi có đọc trên mạng một cái lá thư của một em bé 6 tuổi, nó viết cho bố nó. Nó viết thế này: kính gửi bố nhiều, bố ơi, mấy ngày qua bố và mẹ giận nhau, con buồn lắm. Bố đã không chở con đi học và không chở con về. Con thấy mẹ cô đơn, tủi thân khóc, con rất thương mẹ. Bố biết đấy, đến ngày sinh nhật của con rồi, con muốn bố mẹ làm lại và muốn gia đình hạnh phúc của bố mẹ, của em và của con trở về. Con không thích bố mẹ giận nhau. Bố hãy mang lại hạnh phúc cho gia đình, con chắc chắn bố sẽ làm được. Nếu làm được, con sẽ rất vui. Con của bố và chi tê chi. Nhờ cái lá thư rất tinh sơ này của đứa con sống này, bố mẹ đó đã làm lành với nhau, cho nên hạnh phúc trong gia đình lại được canh tân lại, trở thành tổ ấm như trước. Thế thì hành trình tình yêu của các đôi hôn phối đôi thì nhiều, đôi thì ít, mà chắc chắn có những cái giây phút này, những giây phút vợ chồng khó chịu với nhau, bực bội với nhau, tức tối với nhau, nhưng mà rồi là cố gắng để thắng thức những tình cảm tự nhiên đó để hòa giải, thương yêu nhau lắm. Và nhiều khi nhờ đó tình yêu được mặn mà hơn, được thăng thêm, làm cho gia đình trở thành một tổ ấm. Cứ sau mỗi lần giận nhau như vậy rồi làm hòa, thì cái tổ ấm đó nó lại ấm hơn. Thì đó là cái hành trình lịch sử
của tất cả các đội thân nhân. Nhưng mà trong đức tin thì hôn nhân gia đình của chúng ta còn có những điều xa lạ khác nhau. Ngày nay chúng ta ăn mì có nhiều thứ gì lắm. Tôi là mì Nhật, rồi thì mì Hàn Quốc, rồi thì mì Việt Nam, rồi thì mì gà, mì bò, cũng mì gà. Nhưng mà mỗi thứ mì nó có một cái hương vị khác nhau. Thế thì cũng gia đình cả, cũng hôn nhân cả. Nhưng mà hôn nhân gia đình Công Giáo thì nó có cái hương vị gì? Trước tiên chúng ta đi vào cái nguồn gốc của hôn nhân gia đình. Chúng ta có những hôn nhân gia đình cả nghĩ đến hai anh chị gặp nhau thương yêu nhau như thế là bắt đầu của hai anh chị đâu. Nhưng mà hôn nhân gia đình không bắt đầu kiểu hai anh chị cả không có đam mê và không bắt đầu cũng có đam mê mà bắt đầu từ chính yêu thôi. Sự đến mà đam cho đủ mọi người năm làm chủ tất cả hoàn vũ mà thấy ông vẫn buồn không có người chia sẻ. Cho nên vua mới nói ta làm cho Adam một người bạn ngang hàng để cùng chia sẻ cuộc sống và chúc sức đến mẹ em và đưa mẹ và đến cho Adam. Thế thì đến trận cái gương nhìn đầu tiên mà đức tin đưa đến cho chúng ta là trong tình yêu vốn có chất thần linh. Chất thần linh thấm vào trong cái chất nhân loại của chúng ta. Hai anh chị yêu nhau hoàn toàn nhân loại và chính trong cái tình yêu mà hai anh chị đó đã có cái chất thần linh rồi. Để mình không có nguồn từ tình yêu của chúng tôi nhân loại trong ba đàn mới có được cái gia đình. Chính vì vậy mà chúng ta mới không thể hy vọng là thương yêu nhau một vợ một chồng cho đến trọn đời. Bởi vì có người nhân vô tận toàn nó có nhiều những cái bất toàn của mỗi người. Rồi nhiều khi những cái bất toàn mà còn tật xấu còn những yếu đuối nữa mà vẫn thương yêu nhau. Anh ấy bỏ con thì bỏ chứ con không bỏ anh ấy. Anh muốn đi gì con phải đi gì chứ con không đi gì. Vì sao vậy? Bởi vì con đã hứa với Chúa rồi anh ấy cho nên chết cũng còn khổ thật đấy. Nhưng mà Chúa để yêu Chúa thì một ngày Công Giáo nó bằng chúng ta phải đi đâu đặc biệt nó ở trong sức mạnh của Thiên Chúa. Đó là cái chất đức tin đầu tiên, cái hương vị của gia đình Công Giáo của các hôn nhân Công Giáo. Vì chúng ta thấy chúng ta có nhiều những cái bất toàn, những cái thiếu sót, nhưng mà vợ chồng vẫn thương yêu nhau, cha mẹ vẫn thương yêu con cái như thường, con cái làm sao thì làm, cha mẹ vẫn thương yêu như thường. Đó là chất thứ nhất. Chất thứ hai của gia đình Công Giáo nhìn vào Thánh Cha Chúa Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse mà lời nguyện của chúng ta nay giáo hội mọi người đã để cho tất cả mọi người bắt chước. Vậy bắt chước cái gì? Cả các cha các sư cũng bắt chước đó, không lấy vợ lấy chồng cũng bắt chước. Thánh Cha Chúa Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse bắt chước cái gì? Và trước cái chuyện này có một điều căn bản chung ở tất cả ba thánh Chúa Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse, đó là tìm kiếm và làm theo ý Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu không theo trong thương sở thái Chúa đã thương lệ Thiên Chúa. Chúa không muốn của lễ toàn thiêu, không có nghi lễ. Chúa đã dựng cho con một thân xác, vì vậy con xin thưa này con đến để làm theo ý Cha.
nó trở thành ra cái chương trình sống của Chúa Giêsu, làm theo ý Thiên Chúa Cha. Mà Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống đến làm người thứ hai, xuống thế không tự ý mà Thiên Chúa Cha sai xuống, xuống thế để cứu nhân loại vì Chúa Cha muốn, và cứu nhân loại theo nhờ Thiên Chúa Cha muốn. Cứu nhân loại làm được điều vào thời điểm mà Thiên Chúa Cha muốn. Đức mẹ thở lấy những cái câu trả lời linh thần đi trên dần dần đi kia phó lúc tất phụ tư bà sẽ cuối cùng đem tập tu xin vâng theo ý Thiên Chúa như lời Ngài truyền qua thiên thần. Cũng không lời bà Thánh Lưu Xe, Thánh Lưu Xe thì không có lời nào cả, nhưng là cuộc đời của Ngài là tất cả sự phong phú đang tính bỏ mẹ, mà thiên thần bảo hãy nhận Maria về nhà, bởi vì Maria có thai nhờ ơn của thiên thần. Thức dậy của Ngài đã chắc sẽ làm lại. Khi quỳ một đêm định giết Chúa Giêsu cho lên đến để tìm giết thiên thần, thần sẽ đang ngủ, thiên thần xuống bảo hãy đưa con trẻ và mẹ con trẻ sang. Thế nên tôi sẽ thức giấc của Ngài là ngay lập tức. Cho nên tất cả ta và Chúa Giêsu, Đức Mẹ Thánh Lưu Xe tất cả tìm kiếm ý Thiên Chúa Cha và làm theo ý Thiên Chúa Cha. Mà ý Thiên Chúa Cha nói ở trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời. Ý Thiên Chúa Cha cho Thánh Lưu Xe đã nói qua ý Thiên Chúa Cha cho Đức Mẹ. Qua những hoàn cảnh. Thế thì cái hương vị hết sức đặc biệt của gia đình của nhau, của các môn hôn nhân của nhau là tất cả tìm làm theo ý Thiên Chúa Cha. Tức với nhau thì tất nhiên hai chúng ta cùng tìm ý Chúa, hay chúng ta cùng tìm ý Chúa thì sẽ tan biến hết tất cả những cái khó khăn giữa hai vợ chồng, hay cha mẹ hay con cái, cũng rất là mới. Nó là buồn chồng. Bởi vì sao? Làm theo ý đã rất là một tình yêu. Yêu bạn chị em, nhất là các cô con tuổi 25 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, thì thắm nhất trở lại. Hễ mình yêu ai đó, là mình muốn biết cái người mình yêu thích cái gì, và mình cố gắng mình làm cho vừa lòng cái người mình yêu. Cho nên làm cho biết Thiên Chúa là một cái diễn tả của tình yêu, thương yêu, là một kinh nghiệm của Thiên Chúa. Để mình cuộc sống hạnh phúc, cho dù mình phải hy sinh, cho dù có gặp khó khăn, nhưng mà nhờ vậy mình diễn tả được tình yêu của mình cho người mình thương yêu. Chắc chắn không ai mà có thể nói với tôi là không phải. Chắc chắn là phải đẹp. Tôi đã dựng lên tâm lý tình yêu của mọi người. Hễ mình yêu ai là mình muốn biết người mình yêu thích cái gì, và mình cố gắng mà thực hiện làm vừa lòng với người mình yêu. Hôm nay chúng ta dần thực tế kinh tham gia, chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo để dựa vào đó mà chúng ta bắt chước trong cuộc đời của chúng ta là cái con người không hoàn hảo. Chúng ta cũng nhau cảm tạ Chúa vì gia đình chúng ta bạn thân chúng ta, và cầu nguyện cho các gia đình hôm nay, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn, biết thương dựa vào Chúa, sức mạnh của Chúa và thắng được các con khó khăn để tìm được an bình và hạnh phúc chính trong những khó khăn mình đang tạm nhận. Amen. Tiếp theo là nghi thức chúc mừng cho các gia đình của kỷ niệm hôm nay. Xin mời hòa bình kim giáo lý sẽ dành các gia đình của kỷ niệm hôm nay. Thank you.
đình cụ Du Xe Nguyễn Văn Đường và bà Maria Đào Đình Hạnh. Các gia đình kỷ niệm 50 năm thành hôn. Gia đình ông Du Xe Đặng Văn Vinh và bà Maria Nguyễn Thị Ánh Mai. Gia đình ông Vicente Bùi Văn Minh và bà Maria Nguyễn Thị Lân. Gia đình ông Du Xe Trương Văn Trung và bà Teresa Nguyễn Thị Cúc. Là xin đưa tên gia đình nào thì xin gia đình để chúng ta đứng lên chúng ta tiến lên rồi ạ. Xin Văn Vinh, Văn Vinh đang hướng dẫn. Gia đình ông Gia Cô Bê Nguyễn Văn Chính và bà Anna Phạm Thị Thu Nga. Gia đình ông Gia An Nguyễn Đức Dân và bà Anna Nguyễn Thị Dung. Gia đình ông Tô Hoa Nguyễn Văn Kiếp và bà Maria Nguyễn Thị Nam. Gia đình ông Trung Xe Nguyễn Văn Nhân và bà Maria Phạm Thị Tam Thị Nga. Gia đình ông Stino Nguyễn Văn Chiến và bà Maria Nguyễn Thị Lợi. Gia đình ông Đăng Minh Đăng Trinh và bà Maria Nguyễn Thị Cầu. Gia đình ông An Lê Ngô Văn Cổ và bà Maria Nguyễn Thị Cầu. Gia đình ông Mắc Theo Nguyễn Văn Hậu và bà Maria Nguyễn Thị Trinh. Trong dịp này có một số gia đình quý chức kỷ niệm thành hôn. Bánh kỷ thu các gia đình kỷ niệm 25 năm thành hôn. Gia đình Vincente Trần Nguyễn Anh Tuấn và Teresa Vương Thị Tuyết Trinh. Gia đình ông Phêrô Trình Văn Lề và bà Maria Nguyễn Thị Kim Chi. Gia đình ông Du Xe Trần Thế Bằng và bà Teresa Phạm Thị Ngọc Bích. Gia đình ông Du Xe Vũ Trung Phương và bà Teresa Trương Thị Thánh Nga. Gia đình ông Du Xe Đào Văn Lành và bà Maria Lê Thị Ngọc Bích. Gia đình ông Du Xe Ngô Chí Bình và bà Maria Nguyễn Thị Thúy Kiều. Gia đình ông Du Xe Phạm Văn Tuấn và bà Maria Lê Thị Dung. Gia đình ông Doan Kim Nguyễn Văn Tuất và bà Maria Vũ Ngọc Kim Nguyên. Gia đình ông Du Xe Phạm Văn Trúc và bà Maria Phạm Thị Mỹ Trinh. Gia đình ông Đa Minh Nguyễn Ngọc Châu và bà Maria Trình Thị Kim Nguyên. Gia đình ông Du Xe Đinh Văn Lợi và bà Maria Nguyễn Thị Lệ. Gia đình ông Gia An Nguyễn Văn Diễn và bà Maria Hoàng Thị Chi. Gia đình ông Lê Lê Bản Đức và bà Maria Phạm Thị Lệ Thịnh. Gia đình ông Du Xe Nguyễn Anh Tuấn và bà Maria Vũ Thị Mai Trang. Gia đình ông Du Xe Vũ Quang Khánh và bà Anna Vũ Thị Nguyễn Thị Kim Trang. Con được thông qua 6 năm ta đưa nhiệm vụ này thành phố ngày hôm nay là Du Xe Trang. Du Xe Giám mục Giáo Phận, kính thưa cha chánh sư quý cha, kính thưa quý tu sĩ tăng nữ và tổ đoàn phục vụ, trước mặt đức cha quý cha, quý tu sĩ và tập đoàn là 65 gia đình mừng kỷ niệm hôn phối hôm nay, trong đó có 3 gia đình mừng ngọc anh 50 năm, 60 năm, 10 năm, 10 năm gia đình mừng kim thánh 50 năm, 10 gia đình mừng hồng ngọc 40 năm và 37 gia đình mừng nhân thánh 25 năm. Trên tổng số các gia đình có kỷ niệm là 124 gia đình trong toàn giáo xứ chúng con. Giờ đây xin đức cha thay mặt Chúa chúc lành cho các gia đình. Con đã nhận ơn ngay làm chồng, xin cả
Thank you.
anh chị em thân mến. Thiên Chúa là rất bảo năng trong ý định quan phòng của người, đã muốn cho lịch sử cứu độ được biểu thị trong tình yêu và lòng trung kính của đời sống hôn nhân. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa là đấng trung tín, chúng ta cầu xin cho các gia đình được ghi nhận hôn phối hôm nay luôn trung tín với nhau.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và đưa lên cho chúng ta cùng mà chế hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền thờ này đến cho công nhân vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh cả Giô-se cầu thánh Giê-su. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghiệp Chúa và được vươn trên con dây hoàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa, cầu ơn thánh thần Chúa, thánh Chúa đừng mùa lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, giao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao cho tôi và bình thường sẽ đổ ra cho các con và
chỉ bằng cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã lâm nguy trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã bị thất vọng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy đều bảo vệ ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và cho năm Đức Trinh Tử, Thánh Tông Đồ, Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa và mọi người cả, và cùng với các thánh chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
cho chúng con là biết nói gương thánh gia thân, để sau đời có ai được một Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse gương vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, hân hoan mừng đón Chúa Giáng sinh xuống thế làm người. Người là Đấng Cứu Chúa muôn loài, người đem bình an xuống cho những ai thành tâm tìm kiếm người. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người hiền tâm. Kính thưa Đức Cha Khả Kính, với tất cả tình yêu thương quan tâm săn sóc của người hiền phụ, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm chúng con vô cùng hạnh phúc được Đức Cha vị Cha chung của giáo phận Xuân Lộc yêu ái hiến dâng và dâng thánh lễ cao quý kính thánh gia thất, cầu nguyện cho các gia đình chúng con. Và đặc biệt trong thánh lễ này có các gia đình trong giáo xứ kỷ niệm thành hôn 25 năm, 40 năm, 50 năm và 60 năm. Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong đời sống hôn nhân gia đình, chúng con cảm nhận thời gian là của Chúa. Chính Chúa là chủ thời gian, chính Thiên Chúa với trái tim yêu thương và bàn tay ơn phúc tràn đầy đã dẫn đưa các gia đình kỷ niệm hạnh phúc hôm nay đón nhận biết bao hồng phúc trong ân sủng của bí tích hôn nhân. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã thiết lập tình yêu ấy trên các gia đình để họ được sống và chia sẻ tình yêu cho nhau, chỗ sinh hoa trái trong tình yêu được vun đắp qua những chuỗi ngày dài đầy hồng ân, nhưng cũng không thiếu những sóng gió thử thách phải vượt qua giữa đời thường. Biết bao biến cố thăng trầm, những đêm đen tưởng chừng như bất tận, quả thực khó vượt qua nếu như không có bàn tay nâng đỡ chở che của Thánh gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Ngước trông lên gia đình Thánh gia, học hỏi nơi các ngài, đón nhận những biến cố, những hy sinh trong niềm tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng và lắng nghe Thánh Y Chúa. Dõi theo Mẹ, từ khi Đức Mẹ nói lời xin vâng cho đến khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, để hôm nay các gia đình chúng con vẫn còn hiền hữu, quy tụ nơi thánh đường này chung lời tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương, chúng con hồi tưởng lại để tạ ơn Chúa vì các gia đình chúng con cùng được sống trong một cộng đoàn đầy yêu thương với biết bao công ơn của các vị chủ chăn dẫn dắt chúng con qua từng chặng đường lịch sử mà dấu ấn thời gian vẫn còn đậm nét. Kính thưa Đức Cha, cộng đoàn chúng con hiệp thông với toàn thể gia đình giáo phận thực thi chủ đề ủng hộ của giáo phận: gia đình hãy là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa, và cùng hòa chung tình hiệp thông với giáo hội Việt Nam đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Lời khuyên dạy của Đức Cha: gia đình là môi trường đầu tiên, ở đó mỗi người học biết cảm nếm và sống lòng thương xót. Vì vậy, để lòng thương xót thấm nhuần sâu xa vào lòng mỗi người, các thành viên của mỗi gia đình cần lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau. Trích thư chung gửi gia đình tổng vận năm 2019. Chúng con ước mong sao với tình yêu phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa, giúp mỗi gia đình chúng con biết cách tân đời sống đức tin theo gương mẫu của gia đình Thánh gia bằng sự nghiệp nhất yêu thương phục vụ hầu có đủ chất.
chất của lòng thương xót, lan tỏa lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em lương dân, nhất là với những gia đình gặp khó khăn. Để lòng thương xót của Chúa tiếp tục là ánh sáng chiếu soi, là hương thơm thấm nhuần tâm hồn con người, làm cho các tương quan ứng xử với nhau trong gia đình, nơi giáo xứ ngày thêm thắm đượm tình yêu, và thúc đẩy chúng ta cùng nhau đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Nhờ đó, giọng phần xuất lòng, chúng ta sẽ trở thành thánh kia lòng thương xót. Trích thư chung của gia đình giáo phận trong 2019. Kính thưa Đức Cha, năm nay giáo xứ Thánh Tâm chúng con lại bước vào một chặng đường mới, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập giáo xứ 1954-2019. Với tình yêu từ nguồn suối yêu thương nơi trái tim cực thánh Chúa Giêsu, suối nguồn yêu thương ấy vẫn một dòng chảy thủy chung không ngừng, là chính sự tiếp nối yêu thương săn sóc của giáo phận mẹ Xuân Lộc. Kính thưa Đức Cha, thật vinh dự và hạnh phúc vì tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho giáo xứ chúng con qua sự hiện diện của Đức Cha hôm nay, quả thực là một món quà tinh thần vô cùng vô giá mà Đức Cha ban tặng cho giáo xứ chúng con trong mùa Giáng sinh này. Từ trong sâu thẳm, chúng con hiểu rằng Đức Cha luôn yêu quý chúng con cách đặc biệt, hằng hiện diện giữa chúng con và hằng cầu nguyện cho cộng đoàn bé nhỏ chúng con. Chỉ dạy chúng con luôn biết sống đức tin bằng tình yêu thương hiệp nhất, công bình bạn ai, cùng với tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban. Với tấm lòng khiêm cung tha thiết, chúng con chỉ biết ngước mắt lên mượn lời Đức Mẹ từ bài ca Magnificat: Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Kính thưa Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, hôm nay lên kính thánh gia cũng là bổ mạng của các đoàn thánh gia đại diện cho cộng đoàn dân chúa, nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria thánh cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho ta đoàn, luôn nhiệt thành trong việc phục vụ thánh ca hàng ngày, dâng tất cả những hy sinh phục vụ, tất cả vì lòng yêu mến Chúa và hộ thánh. Gia đình kỷ niệm hôn phối và ta đoàn thánh gia hôm nay cùng toàn thể cộng đoàn, chúng con nguyện xin thánh gia thân Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse ban cho các cha tràn đầy sức khỏe và bình an, cùng những ơn lành cần thiết để Đức Cha dẫn dắt đoàn con đông đảo của giáo phận về bên bình an trong gia đình thiên cũ. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha mẹ trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ đã hiệp dân thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho chúng con. Xin thánh gia Chúa Giêsu hài đồng Đức Mẹ Thánh Giuse luôn là nguồn trợ lực ban tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa hài đồng trên cha mẹ trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ trong sự vụ Chúa trao ban. Và giờ đây với tất cả tâm tình con bảo, xin Đức Cha nhận nơi giáo xứ Thánh Tâm chúng con bó hoa tươi thắm tượng trưng tấm lòng yêu kính của toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm. Chúng con xin kính dâng lên Đức Cha, xin Đức Cha thương nhận. Xin cộng đoàn của chàng có tay lên. Cộng đoàn và các gia đình kỷ niệm hôn phối chúng con cũng xin kính dâng lên cha chính sư Giuse thân yêu của chúng con bó hoa của lòng kính yêu và tri ân, kính xin cha vui nhận. Thank you.
một bài lời chúc mừng và một bài lời đề cập được bắt đầu thôi. Trước tiên, tôi xin được ký mục tất cả quý cha và quý tu sĩ nam nữ để chúc mừng tất cả các gia đình của giáo sư Thuyền Tâm và đặc biệt các gia đình hôm nay kỷ niệm 25 năm, 40 năm, 50 năm và 60 năm ngày thầy chủ chức và chủ phép phục phối. Cái ngày rất đặc biệt và tôi cũng muốn gửi đặc biệt tất cả các con cháu phải vui và chúc mừng cha mẹ ông bà của mình, bởi vì cái ngày này rất quan trọng đối với con cái, quan trọng hơn là cái ngày kỷ niệm sinh nhật của cha của mẹ, bởi vì cái đời sống của con cháu nó bắt đầu từ cái ngày hai cái người này lập ước hôn phối cho Đức Chúa. Cái lịch sử của mỗi người chúng ta nó bắt nguồn từ cái ngày thành hôn của cha mẹ của chúng ta. Cho nên ngày kỷ niệm hôm nay hết sức quan trọng đối với các con cháu ở trong các gia đình. Vậy tôi xin mời gọi các con cháu nhớ, nếu mà ai mà chưa có chúc mừng cha mẹ ông bà mình nhé, thì nhớ phải chúc mừng cha mẹ ông bà mình một cách hết sức đặc biệt. Để biết là đó là cái ngày bắt đầu cái ngày lịch sử của chính mình. Tôi cũng xin được cầu chúc cho giáo sư Thanh Tâm trở thành gia đình giáo sư Thanh Tâm. Khi Đức Mẹ và các cháu của Đức Mẹ, anh chị em họ của Chúa đến tìm Chúa, thế thì đông dân đó Chúa đang giảng có nhiều dân quá không vào được, thì người ta mới vào nói với Chúa là mẹ và anh chị em của thầy đang chờ mình chưa, muốn nói với thầy, muốn nói chuyện với thầy. Thế thì Chúa lợi dụng cái chuyện đó để mở nhãn giới của gia đình ra. Chúa mới chỉ hỏi về ai là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em của tôi. Tất cả những ai làm theo ý Thiên Chúa đó là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em của tôi. Thế thì giáo sư Thanh Tâm còn giáo phận dân tộc chúng ta có thể và phải trở thành một gia đình dựa trên chuyện tất cả chúng ta cố gắng làm theo ý Chúa. Vậy tôi cầu mong là giáo sư Thanh Tâm trong thực tế sẽ là gia đình giáo sư Thanh Tâm. Đó là điều mong ước của tôi đối với giáo sư Thanh Tâm hôm nay. Và bây giờ tôi có một vài điều và tôi cảm ơn nhân dân đại hôm nay cũng thay mặt cho các gia đình kỷ niệm hôm phố này. Xin cảm ơn cho chánh xứ và ban thủ vụ, rồi các công chúng và tất cả những ai đã công tác để tổ chức ngày hôm nay cho các gia đình kỷ niệm để hôn phối. Và cũng nhân sự đó nhắc nhở cho tất cả các gia đình trong giáo sư Thanh Tâm này được sống với ơn gọi gia đình của mình. Và bây giờ tôi xin có lời mời gặp. Tôi xin giáo sư Thanh Tâm hãy để ý đặc biệt đến các gia đình. Xin các gia đình của giáo sư Thanh Tâm hãy cố gắng để trở thành dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa. Và xin đặc biệt để ý đến những gia đình gặp khó khăn, những anh chị em lương dân có dịp đi vào địa bàn của giáo sư chúng ta. Đó là chương trình chung của tất cả giáo phận. Nhưng mà tôi muốn được gửi gắm một cách đặc biệt đến giáo sư Thanh Tâm vì làm sao? Bởi vì cha chánh xứ của anh chị em cũng là cha đặc trách của mục vụ gia đình của giáo phận. Vì vậy, lần mà tôi gặp gỡ lần đầu tiên cha chánh xứ và ban thủ vụ, tôi đã nhận được và xin giáo sư Thanh Tâm hãy cộng tác với cha chánh xứ không phải chỉ trong các nhu cầu của giáo sư Thanh Tâm, mà trong cương vị của giáo sư Thanh Tâm là đặc trách của một vụ gia đình của giáo phận. Vì vậy xin giáo sư Thanh Tâm hãy cộng tác với chương trình một vụ gia đình của tất cả giáo phận. Vì vậy xin giáo sư Thanh Tâm các gia
không chỉ quan tâm đến những gia đình gặp khó khăn ở trong giáo xứ của mình, và xin hãy mở một cái nhãn giới, cái nhìn rộng lớn ra tất cả các phần. Xin hãy quan tâm đến những gia đình gặp khó khăn trong toàn giáo phận, ít nữa là bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Rồi sau đó cha thánh xứ nếu có các chương trình gì cho các gia đình trong giáo phận, đặc biệt những gia đình khó khăn, xin tất cả con cái của giáo xứ Thanh Tâm hãy quảng đại công tác trong các sáng kiến phục vụ của cha thánh xứ và anh chị em. Đó là điều nguyện cầu của tôi hôm nay, và tôi tin tưởng lời nguyện cầu của tôi sẽ được con cái của giáo xứ Thanh Tâm đón nhận, và không những đón nhận mà còn hãnh diện nữa vì được công tác và công việc chung của tất cả giáo phận. Tôi xin lên làm cảm ơn tất cả mọi người. Chúa cùng anh chị em và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắp xây gia đình, sẻ chia âu lo cuộc sống. 25 năm cùng chung sẻ chia vui buồn, vượt qua bão giông đêm trường, gìn giữ gia đình. Anh Bình và chị Liễu, sự góp mặt của tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại nơi này luôn là một niềm vinh dự dành cho gia đình của anh Bình và chị Liễu cũng như là ban tổ chức của chúng tôi. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, cách đây 25 năm, chàng trai tên Bình và cô gái tên Liễu đã chính thức kết mối tờ duyên nên vợ thành chồng. Vâng, và để cùng nhau trải qua những cái thời khắc gian khó của cuộc sống, đôi anh chị đã cùng chia ngọt sẻ bùi để đôi họ vẫn luôn hạnh phúc, kể cận bên nhau những lúc vui buồn, sướng khổ, và để đạt được sự thành công có được ngày hôm nay, con đàn cháu đống. Và chính vì thế thì ngày hôm nay sau 25 năm, họ tổ chức một cái buổi tiệc kỷ niệm ngày mà hai người đã cùng nhau chính thức đi trên một con đường về chung một mái nhà. Sự góp mặt của tất cả quý vị khách quý nội ngoại nơi bên và thân bằng quê thuộc, đó chính là một niềm vui hạnh phúc hơn nữa để cho anh Bình và chị Liễu có thể hạnh phúc mãi về sau, không chỉ 25 năm vừa qua mà sẽ còn là 25 tiếp nối và 25 năm sau nữa. Và ngay bây giờ đây, chẳng để cho quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta dành tặng một tràng pháo tay để chúng ta chào đón cô dâu và chú rể trong tối ngày hôm nay. Xin mời anh Bình và chị Liễu. Vâng, và chắc 21 giờ rồi, 20 giờ chứ. Quý vị thân mến, chúng ta mới được thấy rằng cô dâu và chú rể chúng ta hạnh phúc để dắt dìu nhau tiến bước trên lễ đài đăng quang tình yêu trong tối ngày hôm nay. Và chính vì thế trong khâu đón tiếp không thể tránh những điều thiếu sót, và chính vì thế thì nếu có điều gì sơ suất về kể cả thời gian nữa, quý vị vì tình thương mến dành tặng cho cô dâu chú rể chúng ta niềm tình bỏ qua. Trong phút này đây, các ngài cũng đã có sự hiện rất chân quý, chúng ta vỗ tay để tặng cho phụ mẫu của cô dâu Liễu. Kính mời anh Đức, anh trai cả của cô dâu là chú rể Bình và cô dâu Liễu, mời tất cả quý vị khách quý đã có mặt tại nơi này nhận từ gia đình của chúng tôi cái cúi đầu và lời cảm tạ tri ân chân thành mãi mãi. Ngay bây giờ đây, chúng ta cùng đến với những lời phát biểu cảm tạ tri ân đến với sự có mặt của tất cả quý vị khách quý đã không quản ngại đường xa xa xôi để dành những thời gian rất quý báu của ngày nghỉ hôm nay đến tham dự và chung vui ngày hạnh phúc mừng Ngân Khánh dành tặng cho anh Bình và chị Liễu. Xin mời anh Đức đại diện cho bên gia đình chúng ta sẽ có những lời phát biểu cảm tạ tri ân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa bà nội, kính thưa bà ngoại của cô chú Bình, cùng toàn thể quý họ tộc họ lộ cũng họ ngoại, bạn bè hàng xóm xa gần đã đến đây chung vui cùng với cô chú Bình. Kính thưa quý vị, cũng ngày hôm nay ngày ấy, năm xưa 25 năm, nhưng hôm nay là đêm kỷ niệm ngày giáp năm cưới 25 năm Ngân Khánh của chú Sĩ Bình, đã được Đức Cha Du Xe Đinh Đức Đạo dâng thánh lễ cầu nguyện và chúc lành cho các đôi hôn phối
60 năm, 40 năm, 50 năm và 25 năm, trong đó có chú Thị Bình. Thật là hãnh diện với họ tộc chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chú gì được tràn đầy ơn Chúa và tránh xa những tội lỗi của xã hội và trung thành với hồ nước phân phối mà hai chú đã tuyên thệ là sống trung thành với nhau cho đến trọn đời. Vậy giờ đây tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, quý khách đã đến tham dự nhận lời mời của cô chú Bình và cùng tôi xin chào khó tay để chúc mừng cho cô chú Bình. Xin mời. Xin chân thành cảm ơn và chúc chú gì mãi mãi sống bên nhau trọn đời và tràn đầy hạnh phúc. Cúc ngày này năm ấy chú Bình và Vì Nhiễu bắt tay nhau thề hứa trọn đời với nhau sống trung thành, nhưng trong cuộc sống gia đình cũng có nhiều khó khăn đầy phong ba, nhưng chú gì đã bắt tay nhau nhờ ơn Chúa và mẹ Maria Thánh Cả Giuse đã được mọi sự tốt đẹp. Hôm nay nhà cửa khang trang, con cái khôn lớn và gia đình hạnh phúc. Một lần nữa tôi xin chúc quý vị tràn đầy hạnh phúc trong ngày hôm nay. Chúng ta vỗ tay dành tặng cho những lời phát biểu rất chân thành và trọng thị của vị đại diện trong cả hai họ tộc gia đình, đó chính là ông Xuân. Và bây giờ đây chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ đại diện cho bên quan viên tộc nhà trai. Xin mời anh Đức, anh trai cả sẽ có như là phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin thay mặt cho bà nội và bà ngoại xin đỡ lời bác Xuân. Hôm nay là ngày 25 năm ngày cưới của hai em. Anh cũng không biết nói gì hơn. Tôi biết anh xin Thiên Chúa chúc phúc cho hai em và tất cả bà con anh em đã bớt chút thời gian đến đây để chung vui với hai em. Anh không biết nói gì hơn, xin Thiên Chúa chúc phúc tất cả cho tất cả các ông các bà và toàn thể anh chị em xa gần. Và một lần nữa xin tất cả anh chị em cũng lưng ly để chúc mừng cho chú Thím được trăm năm. Các cụ ngày xưa ở trăm năm đến thời phút này rồi. Giờ thì chưa đến trăm năm thì răng nó đã rụng đầu tóc nó bạc rồi. Mà thôi giờ xin chúc cho các em sống chu toàn cho đến chết và lo cho con cái cho đến chết. Bây giờ tất cả xin mời tất cả anh chị em cùng lưng ly để chúc phúc cho chú Thím. 1, 2, 3 Go! Vâng, thay mặt cho gia đình cũng không biết nói gì hơn, xin chúc tất cả các cụ cô có bà toàn thể anh chị em dùng bữa tiệc cho được ngon miệng và có điều gì sai sót xin tất cả tha thứ. Và con xin cảm ơn tất cả các cụ cô có bà toàn thể anh em cô bác xa gần. Vâng, con xin hết ạ. Các bà bây giờ đây chúng ta lại đến với những lời dặn dò cũng như là phát biểu của bác Cảnh là bác cả bên quan viên tộc nhà gái. Trân trọng kính mời. Xin phép cô lộ và cô ngoại cùng tất cả các quý khách và họ hàng thân thuộc của cô chú Bình. Cô chú Bình là 20 năm về trước, 25 năm về trước là một đôi tân hôn. Và đến ngày hôm nay đúng là Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu không, Thiên Chúa đã không có thể là cho chia ly. Vậy là vợ chồng với nhau như là bài giảng của Đức Cha ngày hôm nay, cũng có lúc buồn lúc vui nhưng mà luôn luôn gắn bó với nhau. Anh chỉ chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, còn những ngày vui nối dài tiếp nữa. Và sau đến ngày vui thì không thể nào quên được các những cái quà của tất cả các họ anh em bên nhà ngoài và bên nước ngoài cũng có. Từ riêng anh thì cũng có một tí để gửi cho hai em. Còn chú Tuấn, cô Trang, cô Dung,
cô Thúy Linh đều có quà. Bây giờ sẽ nhờ bà cụ nội, bà cụ ngoại trao quà cho cô chú Bình. Cô chú ra trước đây này rồi. Vậy thôi, bây giờ mẹ xin đại diện cho chú Hiếu và Thị Ninh, con bố được mẹ chúc và tặng lại hai nguồn hồng ân và trải nghiệm những biến tấu quãng đời chân trượt, nhưng cũng lắm lúc tung tăng trên vạn nẻo đường vui cuộc sống gia đình. Giờ đây trong thời khắc mừng Ngân Khánh 25 năm, gia đình anh Bình và chị Liễu dừng lại giữa bản nẻo đường đa đoan. Nhìn lại cuộc hành trình đã qua trên nhiều cung bậc tâm tình và cảm tạ. Hiện ra chú Dì Hiếu thấp xuống, thấp xuống quà chúc thấp xuống mày ơi, thấp xuống mày ơi, con ngày hôm nay con xin. Còn tài sản thì bố mẹ cho em thế nào ấy thì nó chỉ cho em mỗi con người em thôi, còn bố mẹ em chả có gì cả, mỗi con tí quà thôi. Giờ xin tất cả bà con cô bác đều chúc mừng cho hai em cho được hạnh phúc và vui vẻ, rồi dùng bữa tiệc cho thật vui. Rồi hôm nay là cái ngày trăm năm của hai em lần thứ hai. Rồi tất cả xin mời tất cả bà con cùng dùng bữa tiệc cho vui. Những giọt rượu đồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu đôi lứa của anh Bình chị Liễu trải qua thời khắc 25 năm và trên con đường mãi về sau luôn thắm nồng, luôn tràn đầy và tựa như những lời hiệu trách định pháp ly ngày hôm nay. Và cũng với thời khắc cách đây 25 năm, đôi anh chị cũng đã cùng dâng rượu nghĩa tình lên những đấng sinh thành, tỏ lòng biết ơn những đấng sinh thành đã từng có công. Vâng, và sau 25 năm tình thông gia, hai họ tộc vẫn vững bền. Chúng ta dành tặng cho hai gia đình chúng ta một tràng pháo tay. Cảm tạ tri ân. Chúa trời, đâu có tình bạc ai thì Chúa trước lành không ngơi. Đâu hiệp tâm đầu ở đây chưa chán em. Xin thượng đế ban muôn hồng phúc cho cô chí Bình và chị Liễu sống ở với nhau trăm năm, đầu bạc răng long. Xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ cho hai người con của con sống được hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa. Vâng, và nghi thức cùng nhau sẻ chia cho bánh trắng này là sự quyết tâm đồng lòng trên ngọn sẻ. Rãi Bình, anh tránh xa chị Liễu ra. À, bây giờ như thế này, tôi yêu cầu anh Bình đứng về 17 độ 5. À, chị Liễu đứng quay người xoay về anh Bình 15 độ 7. Để làm gì? Chúng ta sẽ đếm từ 3 trở về 1 để cái tình yêu thăng hoa.
vẫn chấp tay của bà và những người con đồng hành với cha và mẹ mình trong khoảng thời gian sắp tới. Xin mời. Vâng, và tương truyền rằng á, khi mà nghi thức cho quà mà quý vị các bạn vỗ tay thật lớn thì cái giá trị của món quà chúng ta sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Chúng ta vỗ tay thật lớn xin chào quý vị. Chắc có lẽ rằng là chương trình cần hai chàng trai tập tạ và đô con, là chúng ta sẽ di chuyển cái khu vực bàn bánh lễ, rồi chúng ta sẽ có đủ một cái khoảng không gian rộng lớn để cho những anh chị nghệ sĩ cũng như là những vũ đoàn vũ nhảy chúng ta cùng thực hiện giao lưu trong tối ngày hôm nay. Thank you.
giờ tôi nghĩ rằng là sẽ là sự góp mặt từ các quý vị cũng như là những anh chị nghệ sĩ. Ví dụ như ngày hôm nay xin mời giọng hát của anh MC Tùng. Xin mời quý vị hãy chúng ta vỗ tay ạ. Đây là một bậc tiền bối. Anh chị Đình Liễu, mình cảm thấy cũng như gì thì của quý vị, nó có một cái gì đấy đúng là chỉ có tình yêu mới làm cho cuộc sống này được sáng lên và nó được. Và quý vị có thấy ngày hôm nay là đêm huyền diệu không quý vị? Chính là một đêm huyền diệu dành tặng cho chú Bình cũng như là cô Liễu đúng không ạ? À, quý vị vỗ tay cho Lê Vương được không quý vị ơi? Oh,
Và bông bông đã gắn liền với bông là phải có bác. Hy vọng là như thế để cho anh em ban nhạc của chúng tôi ngày hôm nay có thêm niềm vui trân trọng. Yeah.